đóng cho bà con di chuyển ra giùm đi. Anh, em đây. Mời vô em. Trời đất ơi, tôi làm gì đâu? Tôi chuyện có sao tôi làm vậy? Đứng gì? Quýnh ta vậy? Tại sao lại quýnh ta vậy? Bây giờ tao quýnh ta. Quay đi cái gì anh? Ta làm quýnh gì không? Quay đi cái gì? Mày làm quýnh gì không ta? Trời đất ơi! Hai ơi, từ từ hai! Hai, từ từ hai! Nghe đi hai! Hai, nghe đi, đừng có cãi! Nghe đi, nghe đi! Từ từ! Em để cho thương được không? Trời! Bây giờ... Còn em tự nhiên quýt em để đó! Hai, đừng có làm gì hết! Bây giờ anh không làm việc! Chờ lực sương vô! Rồi! Anh không cần điện em! Chờ lực sương vô! Tôi tới ra cò em đưa vừa tới ngay cái mép cổng đi ra ngoài thì quay lại thấy công an quay lại giật em rồi anh đó anh đứng cách thằng em khoảng chừng 6-7 mét ấy. Là anh chạy thẳng lại anh giật nó anh đè nó xuống luôn anh đè một mà khi anh đè xuống á là công an viên còn lại là bay đè và vô trực tiếp hai ba người khống chế nó em mới vô em kéo ra em vừa kéo ra thì em bị hai người khác chụp em lại lôi nhưng mà lo em vô mà một hướng khác giờ là từ cổng vô thì lo thằng em phía tay phải là cái khu phòng tiếp của cái quán ăn anh là lo thằng em đi vô phòng còn em á là lo em phía bên trái lo em bên trái mà bước đi ra cách dân được khoảng chừng 5 mét á là hai người công an quay lưng về phía dân và em đứng trước mặt hai người công an nó đẩy em vô và hai người dùng tay trên dùng tay chân ra đấm đá thứ bụi em luôn. Em phải đứng lên trước công chúng đây em cầm cái đô em xin lỗi tại vì thứ gì em làm người ta nhìn thấy cũng dám đứng cô chứ vậy em phải làm thể hiện cho người ta nhìn thấy ta biết là ở đó tại em thích ai có lậu chứ không phải là con em là anh là làm như thế nào. Cái này là cái danh dự của cả một gia đình đó.